Mọi người đã vị trí các bạn, mọi người là coi những mấy con rơm phan tấn, mọi người chú ấy cùng xem nha. Bữa nay mình quay những cho mọi người đi cuộn rơm. Bữa nay mình bắt đầu nè mọi người, chú ấy mình quay những cận cảnh những chiếc máy cuốn rơm phan tấn này. Trong lúc này là kiện rơm bữa nay mình bắt đầu để dành cho bò ăn. Ia mị ngạn các bạn đó, rồi không sao các bạn. Này mới đám này cuộn đã xong rồi các bạn, này hôm kia là đã xong rồi, đã xong rồi luôn. Nay mình sẽ ra loại ruộng, mọi người không thể loại ruộng được. Này họ mới xong rồi, đám mình diệt đã rồi xong. Này bị gì có biết các bạn. Này hôm nay lần gom này của 70 hổm đã cắt lúa rồi xong các bạn. Này gom của 70 á, này hổm cắt lúa rồi xong. Này đám này hổm đã hết rồi. Hôm nay mình ở bên kia lúa xanh các bạn, lúa còn xanh này, với đám này lúa còn xanh luôn. Này dầm có tháng 2, ngày mai máy xuống cắt lúa rồi. Rồi máy cuốn rơm phượt các bạn. Rồi đây cuộn các bạn. Rồi đây xử lý gom á, hổm 70 hổm cắt lúa rồi các bạn.
Rồi bắt đầu bớt các bạn. Năm nay chúng ta mà người sẽ mình quay gần cạnh những mấy cuốn rơm phan tấn, hay là mọi người chạy thân đất, mọi người ra mọi ruộng mình sẽ quay cho các bạn mọi người cùng xem nha. Qua hình đường mương giữa các bạn nhìn thấy là cho một cây số các bạn, đồng ruộng ở dưới Tân Phước các bạn. Hôm nay mình quay những cho các bạn trả cho từ cây số các bạn. Này ruộng này hổm lúa nó đã cắt rồi các bạn. Này hổm với mình qua cái chiếc 70 các bạn. 70 hổm cắt lúa các bạn. Này, tại vì do ngày hôm qua hồi nãy mới cắt, hồi nãy hổm nó bị sụp mà cái má lề các bạn. Hồi nãy 70 nó bị mất lầy các bạn. Cắt lúa tại sao đầy thơm rồi sao bị mất lầy các bạn, hay là sụp mà cái lề máy mương các bạn. Bác cũng rơm cho tốc độ các bạn. Hôm nay hổm siêu khủng các bạn. Cái này chạy dặn chân 60, xích 60 luôn, xích nhỏ các bạn. Đúng rồi, hình như xích 60. Này đi chống đất khô cũng được. Mọi người cho bạn xem nha. Tại vì hổm lúa nhiều hay là lượng rơm này, chắc giống này lúa giấm đầy thơm các bạn, đầy thơm. Này hổm bắt đầu mình lúa hổm bao nhiêu á, tấn rưỡi các bạn. Này hổm cho một viên tấn bao. Tấn bao này là bao lúa các bạn. Này hổm được cắt lúa. Hổm mấy anh chủ ruộng hổm dắt bao. Này hổm mà người vị trí các bạn. Giờ năm nay bà con bữa nay xem mọi người những mấy cuộn rơm phan tấn. Đây mọi người mình cho các bạn mình đi quay. Đây mùa hè tới rồi các bạn. Bữa nay mùa hè, bữa nay vào năm 2024. Bữa nay là mùa hè rồi các bạn. Mùa hè đồng ruộng tại Tân Phước Tiền Giang. Bữa nay mình bắt đầu mùa hè tới rồi. Năm nay mùa hè tới rồi các bạn. Hôm nay mình vào năm 2024. Hôm nay mọi người cho các bạn mình đi quay những mấy cuộn rơm phan tấn. Và về lại ta. À, tránh là như đường mương giữa các bạn. Rồi mấy cuốn rơm tại tốc độ các bạn, siêu khủng các bạn. Hồi nãy mình quay mấy cái lớp đã rồi. Mới năm trước là năm 2023 các bạn. Bữa nay hổm là mấy cuốn rơm tại tốc độ các bạn. Hổm là hổm mình quay mới năm trước, năm 2023 các bạn. Vụ đông xuân mà đất khô chịu chở khủng các bạn. Hổm mình quay có mấy cuốn rơm đã quay một lần đã rồi xong.
Mình vay mấy cái lép đã rồi á, và năm trước các bạn, năm 2023 các bạn, mình vay những tại không vay mà người mấy cuốn rơm cho đắp tổ các bạn, không vay mấy lép đã rồi. Và hình như là gắn chỉ các bạn. Rồi bắt đầu. Bữa nay vụ đông xuân mà đất khô quá mà người chịu chở hay được các bạn. Hồi nãy hổng mình vay mới năm trước, năm 2023 các bạn, hổng với hổng vay máy cuốn rơm chạy tốc độ các bạn. Chào chào bà mọi người nha, xin chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Những thể loại áo dài chùa có lên cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.